Chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cho anh em xem một cây trắc nghệ rất là đẹp. Một cái chậu nè. Trong một chậu 80 nha các bạn. Mình vừa đặt nó vào nè, bữa trước bỏ vào một cái thùng nhựa nhưng mà nó không phát triển. Mình tạo dáng xong rồi cái nó si á. Nên cây nó không có được tốt như thế này nè. Hôm nay mới bỏ nó vào cái chậu này cách đây mấy ngày, nó chưa ra mầm các bạn ạ. Nó vừa lấy lại sức các bạn ạ. Cây này tổng cây của nó là một mét sáu các bạn ạ. Mét sáu là mới tính cái này nha, từ đất lên, từ mặt chậu đi chậu lên đây một bên sáu nè, còn cái tàn nữa là không có tính nha, tàn là 40 nữa là cũng 2 mét. Này là cái lũa nha các bạn, này lũa rất là đẹp. Này cũng lũa luôn, chỉ sống được cái mặt này đây đó, uống lượng rất là đẹp mà đó. Mình tính trừ trần tàn dù mà mình uống xong cái là nó bị si cây, không phát triển được. Bên này nè, nó chết từ rơi xuống dưới rồi, mặt này luôn rồi, và là chết luôn, thấy không? Chết luôn các bạn ạ, hiểm có hóc luôn rồi. Quay bị nắng quá, bị cháy nha các bạn. Bạn thông cảm xem nhé. Này có bộ rễ to lắm nên mình phải dùng cái chậu lớn với hộp nó. Này hành trên này cũng có hầm mấy á, 24 25 á. Này nữa. Hơn gan của mình các bạn. Gan mình 23 đó, 21. Này hình con 45, hình 45 các bạn. Lát lượng thân rất là có gân các bạn. Đẹp lắm. Mình còn rất nhiều cái trắc nghệ. Nè, đây có một góc nè. Mình review các bạn xem luôn. Đây nè. Cái này mua về mà nó ra cái tàn không được, vừa ấy mình mới xả tàn đi. Đó. Này là lũa nha các bạn, này nó chết này, chết hết phần này, ra phần này nó chết luôn, còn cái này nó sống được khúc nó lưa kéo vỏ luôn nè, bộ rễ này để sống đó các bạn, mình mới sân chậu. Có một cái chân trước nó nè, bạn thấy đẹp không các bạn? Cái này cũng 60 các bạn ạ, tinh mặt là 60 rồi, từ đế lên, từ mặt đất lên này, sống được một chi thế này thôi, chờ nó ra tàn là mình uống, tạo dáng nó. Cái này anh em nào cần thì cảm thấy hộp mắt thì giao lưu nhé, mình giao lưu với bạn nha. Trắc nghệ rất là dễ sống các bạn ạ. Mình này mình bỏ cái chậu 60. 70 các bạn ạ, chậu 70. Cái vừa cây nó. Bữa trước mình bỏ vào chậu này mà nó cắt mấy cái bớt rễ. Mới bỏ nó vào được. Khúc này là con mình đo con nè 50 các bạn ạ. Rồi, quay vào mặt này nhá. Mặt này rất đẹp, rất là đẹp. Đó. Thấy không? Cái này là sống 100% nha các bạn nha.
và tầm mình cắt rễ thôi. Đó, nó là lúa nè, lúa rinh của nó nè bạn, lúa rinh này đó. Lên này luôn, lên lúc này luôn, nói chung là phần này là chết rồi nè. Chung là về bữa anh em cần gì giao lưu về tạo tác gì tạo nó lúa hết rồi. Anh em gọi là lúa thép, lúa thép các bạn ạ. Này cái sóng mà nuôi lên, nuôi cái thân, nuôi cái cây này, nuôi chi nhỏ này lên. Dưới này cũng có đẹp nha bạn, mình chung hơi sâu á. Anh em hỏi xa họ đánh về, mình cũng giao lưu lại. Đó. Rồi, anh em cần thì giao lưu kìa, gọi số điện thoại mình nha, 0326 104 839. Zalo các bạn cũng được. Đó. Rồi xin chào các bạn, video hơi dài. Rồi xin chào các bạn nhé.